Thì anh Vũ ở dưới Cali San Diego thì em biết là hồi trước anh Vũ làm trong hãng đó thì cái tay của anh Vũ rất là đau, và khi mà cái tay của anh quay ra phía sau lưng, quay ra phía sau cổ thì anh không có làm được những cái việc gì. Thì anh đã dùng cái sản phẩm của công ty rồi, anh không phải là làm trong ngành nail nhưng mà anh làm trong hãng, thì anh đã dùng cái sản phẩm gì mà anh có thể chia sẻ cho tất cả những bạn bè khắp mọi nơi trên toàn thế giới biết anh Vũ? Dạ, mình cũng đau cái vai mấy năm nay mà dớ không được. Rồi mình cũng dùng thử cái Vitality này, New Skin X-Rock Vitality này. Rồi mình cũng dùng thử, mình cũng không biết có tin không, nhưng mà mình dùng thử. Rồi xong dùng khoảng chừng một tháng trời. Hồi xưa giờ mấy năm nay là mỗi lần tắm nó dớ không nổi, muốn kỳ cái sau lưng này kỳ không nổi. Rồi xong cái uống thử mà khoảng một tháng mình không biết là nó hết. Mình tới chừng nó hết mình mới ngạc nhiên, nó wow cái này nó work thiệt. Thành ra mới mình tắm xong ra là báo cho vợ biết, wow cái này nó work thiệt. Thành ra cái đó là chứng minh mình không tin cũng phải tin. Mình không biết cách mỗi người hoàn cảnh như thế nào, nhưng mà của mình á, theo kinh nghiệm của mình á, là nó work, là tại vì mình tự thấy là cái vai mình, vai bên đây đau mấy năm trời mình không biết làm sao, nhưng mà uống cái này thử á, thì uống mỗi ngày theo thứ hướng dẫn á, thành ra uống xong rồi một khoảng tháng sau mình tắm mình kỳ được. Mình cũng không hay là nó work, mình cũng không ngờ mà nó work, cái mình mới ngạc nhiên là ô vai mình dớ nổi. Thành ra mình tắm xong ra khoe với vợ. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều ha, chúc anh Vũ nhiều sức khỏe.